nhiều đợt máy bay không người lái tấn công Ukraine trong đêm. Deep State đưa tin Nga chiếm được hai thành phố quan trọng ở vùng Donetsk. Israel đột kích bệnh viện ở Gaza, bắt hàng loạt chiến binh Hamas. Iran cảnh báo đáp trả kiên quyết và hiệu quả cuộc không kích của Israel. Công kích quá đà, chiến dịch vận động của ông Trump gây tranh cãi ở New York. Philippines có thể hứng chịu thêm 6 cơn bão trong năm nay. Kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là thông tin chi tiết. Cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Không quân Ukraine cho biết, đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28 tháng 10, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Tính đến ngày 28 tháng 10, 66 máy bay không người lái UAV của Nga đã bị các lực lượng vũ trang Ukraine bắn hạ ở Kharkov, Chernihiv, Poltava, Kiev, Hitomi, Rivne, Komenetsky, Ternopil, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kirovohar và Cherkasy. Ngoài ra, 24 máy bay không người lái biến mất khỏi màn hình radar, trong khi 4 chiếc UAV khác bay về Nga và Belarus. Trong những tuần gần đây, Ukraine thường xuyên báo cáo về các cuộc tấn công máy bay không người lái của Nga được chia thành nhiều đợt và quy mô lớn. Trước đó, theo thống kê từ tình báo quốc phòng Anh, chỉ trong tháng 9 năm 2024, Nga đã phóng hơn 1.300 máy bay không người lái trên khắp lãnh thổ Ukraine. Đây là con số UAV lớn nhất được phóng trong một tháng kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine tháng 2 năm 2022. Theo Deep State, trang truyền theo dõi tình hình chiến trường Ukraine cho biết, quân đội Nga đã chiếm được Kunyak và nắm quyền kiểm soát phần lớn khu vực Selidove ở Donetsk. Thông tin trên chưa được xác nhận chính thức, nhưng nhiều nguồn tin từ các nhà quan sát, binh lính và dân chúng trong khu vực đều lên tiếng về điều này. Trang Strana của Ukraine dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho biết, về phần Selidove, tôi sẽ nói như thế này, quân lính của chúng tôi đang tiến ra từ sườn phía Tây Bắc. Binh sĩ của chúng tôi vẫn đang hoạt động trong thành phố và tấn công vào nơi tập trung của đối phương. Thành phố hoàn toàn ở phía sau chúng tôi, phía Tây Selidove cũng nằm trong sự kiểm soát của kẻ thù. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự của tờ báo Bilsuen Poker cho biết, mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía nam khu vực Donetsk đang sụp đổ. Nhà báo đổ lỗi tình hình cho các đồng minh phương Tây đã ít gửi vũ khí đến. Theo tờ Strana, việc chiếm cả hai khu định cư đều được người Nga đến gần hơn với mục tiêu chính trong hoạt động của họ trong khu vực này, tiến đến thành phố Kurakove từ phía Tây, trung tâm phòng thủ quan trọng nhất của lực lượng vũ trang Ukraine, nơi chân giữ mặt trận phía Tây Nam Donetsk. Việc chiếm được Selidove có thể giúp Nga tiến hành một cuộc tấn công trên một mặt trận rộng lớn hơn theo phía Tây Hồ Chứa Kurakove tới khu định cư Konstantinopol. Khu định cư này cũng như Andriivka gần đó, nằm trên một ngã ba giao thông quan trọng, con đường dẫn từ Kurakove tới Zaporizhia. Đồng thời, một nhóm quân Nga khác đang đột nhập vào khu định cư tương tự từ phía Nam và tiến được 7 km, nghĩa là quân đội Nga đã đạt được tiến bộ quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch bao vây và phong tỏa toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Tây Nam Donetsk quanh Kurakove. Trong một tin tức nóng đáng chú ý, hàng chục vụ nổ đã xuất hiện ở bán đảo Crimea trong đêm ngày 27, rạng sáng ngày 28 tháng 10, giữa lúc chính quyền địa phương cảnh báo về mối đe dọa tấn công bằng tên lửa. Ông Mikhail Javohajev, thống đốc thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea cho hay, cảnh báo không kích đã được ban hành trong khu vực. Theo tờ Pravda, hơn 20 vụ nổ đã xuất hiện ở Johanskoy và khu vực xung quanh, cũng như 8 vụ nổ ở các quận Simferopol và Chervonovodiske, ở làng Hovadiske và Simferopol gần sân bay. Người dân địa phương chia sẻ, vụ nổ đầu tiên ở Hovadiske là rất mạnh. Nhiều thông tin cho biết Nga có các căn cứ không quân hoạt động ở Johanskoy, Simferopol và Hovadiske. Trong diễn biến liên quan, vào sáng ngày 28 tháng 10, thống đốc của vùng Voronezh của Nga Alexander Gusev cho hay các máy bay không người lái UAV Ukraine đã tập kích hai nhà máy rượu ở địa phương. Ngoài ra, khoảng 10 UAV của Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị chặn lại trong khu vực. Thống đốc Gusev cho biết, tại quận Anisky thuộc vùng Voronezh, hai nhân viên đã bị thương nhẹ khi cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gây hỏa hoạn tại một nhà máy rượu.
ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm đã làm hư hại nhiều tòa nhà, thiết bị và phương tiện, cùng với một số công trình dân sinh gần đó và đường dây điện. Lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa vào khoảng 2 giờ sáng. Vụ tấn công thứ hai bằng UAV của Ukraine cũng đã nhắm tới một nhà máy rượu ở quận Novokuznetsk thuộc vùng Voronezh. Thiệt hại được ghi nhận là hư hại mái nhà của một tòa nhà phụ và một container lưu trữ. Không có báo cáo xảy ra hỏa hoạn tại địa điểm này. Truyền thông địa phương đưa tin đã có một người bị thương trong vụ tấn công, nhưng ông Gusev không xác nhận thông tin này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times of India ngày 28 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng lệnh giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành không thể giải quyết hoàn toàn tình hình, nhưng lại hạn chế đáng kể việc đi lại quốc tế của nhà lãnh đạo Nga. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng hầu hết các nhà lãnh đạo công nhận quy chế Rome đều không đến thăm Nga. Bạn về Mông Cổ, Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng hành vi của nước này cho thấy sự thiếu quyết định độc lập. Trước đó, ngày 24 tháng 10, ICC đã phán quyết rằng Mông Cổ đã vi phạm nghĩa vụ của mình với tư cách là một quốc gia tham gia quy chế Rome khi không bắt giữ nhà lãnh đạo Điện Kremlin, ông Vladimir Putin, theo lệnh của ICC. Chuyến thăm Mông Cổ của Tổng thống Nga Putin vào ngày 3 tháng 9 đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông tới một quốc gia thành viên của quy chế Rome kể từ khi tòa án ra lệnh bắt giữ vào tháng 3 năm 2023 vì cáo buộc liên quan đến vụ bắt ép trẻ em Ukraine sang Nga. Ông Zelensky cho rằng Mông Cổ đã thể hiện sự coi thường luật pháp quốc tế khi không bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quân đội Israel ngày 28 tháng 10 cho biết đã bắt giữ khoảng 100 tình nghi là các chiến binh Hồi giáo Hamas trong một cuộc đột kích vào bệnh viện Khaman Awan ở phía bắc Gaza. Theo thông báo của quân đội Israel, lực lượng này đã bắt giữ khoảng 100 đối tượng từ khu phức hợp, bao gồm cả những người đã cố gắng trốn thoát trong quá trình sơ tán dân thường. Bên trong bệnh viện và khu vực xung quanh, quân đội tìm thấy và thu giữ một số lượng vũ khí, tiền bạc và tài liệu tình báo. Tuy nhiên, các quan chức y tế Gaza đã bác bỏ hoàn toàn thông tin về sự hiện diện của các chiến binh Hamas tại bệnh viện. Cũng trong ngày 28 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Bahai cho biết, Tehran sẽ đáp trả kiên quyết và hiệu quả các cuộc không kích của Israel vào các địa điểm quân sự cuối tuần qua gây thương vong. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Bahai nhấn mạnh, chúng tôi đang sử dụng mọi biện pháp có sẵn để đáp trả kiên quyết và hiệu quả. Trước đó, ngày 26 tháng 10, Israel không kích vào các địa điểm quân sự ở Iran để đáp trả cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 của Tehran vào Israel. Tiếp nối các hành động trả đũa lẫn nhau, ít nhất 4 binh sĩ và một dân thường đã thiệt mạng. Ông Bahai cũng lên án việc Israel lạm dụng không phận Iraq để tấn công vào Iran. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas tại dải Gaza đã lan rộng trong những tuần gần đây, sang khu vực biên giới phía bắc Israel, nơi quân đội nước này tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban. Ông Bahai cho biết lệnh ngừng bắn ở Gaza và Liban vẫn là mục tiêu của Iran. Ông hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra lập trường quyết đoán và cứng rắn liên quan đến cuộc tấn công. Trang tin UNED đưa tin, các cuộc họp nội các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang được di dời địa điểm sau các âm mưu tấn công các chính trị gia và các địa điểm mang tính biểu tượng của chính phủ. Các cuộc họp nội các cũng sẽ không còn được tổ chức tại một địa điểm cố định nữa. Trong khi đó, trang tin Gala cho biết, quyết định này được đưa ra như một giải pháp sau khi nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu ở thành phố cảng Seirare bị máy bay không người lái tấn công và gây hư hại vào đầu tháng này. Trong một bài đăng trên X sau vụ tấn công, Thủ tướng Netanyahu đã quy trách nhiệm của vụ tấn công này là do các điệp viên của Iran và khẳng định họ đã phạm phải sai lầm. Phía Iran đã phủ nhận liên quan đến cuộc tấn công bằng UAV, tuyên bố hoạt động này do Hezbollah thực hiện. Lực lượng Hezbollah ở Liban sau đó đã tuyên bố nhận trách nhiệm hoàn toàn về vụ tấn công. Cũng theo trang tin tức Inet, các cố vấn bộ trưởng sẽ không được phép tham dự cuộc họp nội các ngày 28 tháng 10. Hãng tin này cho hay, các bộ trưởng rất bất ngờ khi nhận được thông báo rằng địa điểm họp nội các đã được chuyển đi và địa điểm mới không có bãi đậu xe hoặc khu vực chờ cho các trợ lý. Các bộ trưởng cũng không được thông báo họ sẽ không được mang vũ khí vào tòa nhà. Ngày 28 tháng 10, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, đồng thời lên án các cuộc tấn công không thể chấp nhận được từ phía Israel và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc khi nước này tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Barcelona, Tây Ban Nha, ông Borrell nhấn mạnh EU kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức qua đường xanh phân định giới tuyến giữa Liban và Israel, đồng thời tôn trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như nghị quyết năm 2006 giúp chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah vào thời điểm đó, có đoạn chỉ nên triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và quân đội Liban ở miền nam Liban. Trong khuôn khổ diễn đàn trên, đại diện EU cũng chỉ trích các cuộc tập kích của lực lượng Israel nhằm vào cơ sở và nhân sự của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đề cập cảnh báo của Liên Hợp Quốc rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, ông Borrell nhấn mạnh, diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo từ khu vực Địa Trung Hải lần này phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, thay vì chỉ bày tỏ mối quan ngại. Ông cho rằng cách thức mà Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại Gaza nhằm vào cả dân thường đang đặt ra những lo ngại nghiêm trọng và kèm theo đó là quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Theo số liệu của Cơ quan Y tế dải Gaza, ít nhất 43.020 người đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc xung đột hơn một năm qua giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại vùng lãnh thổ này của người Palestine. Cập nhật diễn biến mới nhất cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump ở New York đã gây ra nhiều tranh cãi khi các diễn giả trung thành với cựu Tổng thống Mỹ đưa ra những phát biểu có thể tổn hại đến lập trường của các cử tri ôn hòa. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại cuộc meeting tại Madison Square Garden ở New York ngày 27 tháng 10 bằng một bài phát biểu kéo dài 80 phút chỉ trích các đối thủ chính trị của mình, kiên quyết trong vấn đề người nhập cư và cam kết sẽ kích hoạt một đạo luật để dọn đường cho việc trục xuất trên quy mô lớn. Nhưng những mục tiêu mở màn cho cuộc meeting ở thành phố New York, một sự pha trộn giữa các nhà tài trợ, nghệ sĩ giải trí và các chính trị gia có quan điểm nước Mỹ trên hết đã tạo ra một cơn thịnh nộ trong chiến dịch vào phút chót giữa những người theo đảng Dân Chủ và một số người theo đảng Cộng Hòa, vốn lo ngại rằng chương trình này sẽ làm tổn hại đến lập trường của các cử tri ôn hòa. Theo đó, những người trung thành với ông Trump đã chỉ trích gay gắt một vài trong số những mục tiêu ưa thích của cựu Tổng thống Trump. Một ứng cử viên Hạ viện của Đảng Cộng Hòa từng thất bại, thậm chí còn gọi Harris là kẻ phản Chúa. Cuộc biểu tình bắt đầu với ông Tony Hitchley, một diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình Postcard, chỉ trích Puerto Rico tại thành phố có cộng đồng người Puerto Rico lớn nhất ở Mỹ. Ông đã phát biểu rằng có rất nhiều thứ đang diễn ra, tôi không biết liệu các bạn có biết điều này không, nhưng hiện tại có một hòn đảo sắc nổi giữa đại dương. Tôi nghĩ nó được gọi là Puerto Rico. Được biết, khoảng 50.000 người Puerto Rico cũng sống ở bang chiến trường Pennsylvania, nơi bà Harris vận động tranh cử vào ngày 27 tháng 10. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rick Scott của Florida, người có chiến dịch tái tranh cử phụ thuộc vào sự ủng hộ đáng kể từ cộng đồng người Puerto Rico của tiểu bang, bày tỏ phản ứng dữ dội và viết về trò đùa này. Một thành viên khác của Đảng Cộng hòa ở Florida là hạ nghị sĩ Carlos Jimenez, một đồng minh thân cận của ông Trump cũng đã chỉ trích những phát biểu này. Ngay sau đó, ngôi sao nhạc pop Bad Bunny cũng đăng tải video của bà Harris tới hàng triệu người theo dõi, tạo nên sự đối lập rõ rệt với quan điểm của ông Trump. Mục tiêu khởi động khác do cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson đã nhắc lại những lời chỉ trích cũ của mình với bà Harris và ý tưởng, như ông mô tả, về việc người Mỹ ăn mừng khả năng bà đắc cử. Theo ông, khó có thể tưởng tượng nước Mỹ sẽ như thế nào sau khi bà Harris giành chiến thắng. Ông cho rằng bất kỳ ai không ấn tượng với bà Harris sẽ bị gọi là quái vật hoặc tội phạm. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines PAGASA hôm 28 tháng 10 cho biết, từ nay đến cuối năm, 6 cơn bão nhiệt đới nữa có thể đi vào khu vực trách nhiệm theo dõi PAR của Philippines. Nước này hiện đang theo dõi cơn bão mới nhất mang tên Rian. Ông Chris Perry, phụ trách văn phòng thời tiết của PAGASA cho biết, dựa trên các dự báo gần đây, trong quý này, Philippines đã hứng chịu 2 cơn bão. Như vậy, từ nay đến cuối năm, Philippines có thể còn phải đương đầu với 6 cơn bão nữa. Ngày 28 tháng 10, cơn bão Conray, tên địa phương của Philippines là bão Lion, đã phát triển thành bão nhiệt đới dữ dội khi di chuyển qua biển Philippines. Bão đang đạt sức gió tối đa 95 km/h, gần tâm bão và gió giật lên tới 115 km/h. PAGASA cảnh báo bão Lion có thể mạnh lên thành siêu bão khi áp sát tỉnh quần đảo
Batanes của Philippines vào sáng 30 hoặc 31 tháng 10. Trong lúc này, Philippines tiếp tục gồng sức khắc phục hậu quả của cơn bão Chami mang tên địa phương là Christine. Số liệu từ Ủy ban Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines DNRGMC cho biết, tính đến ngày 28 tháng 10, 116 người đã thiệt mạng, ít nhất 39 người mất tích sau cơn bão Christine càn quét Philippines. 160 thành phố, thị trấn tại Philippines đang được đặt trong tình trạng thảm họa thiên tai do bão. Hơn 5,7 triệu người dân Philippines thuộc hơn 1,5 triệu hộ gia đình đang phải chịu ảnh hưởng của cơn bão Christine. Bốn quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Singapore và Brunei đang tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu trợ nhân đạo giúp người dân Philippines khắc phục hậu quả của cơn bão. Lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ ở miền đông Ukraine cũng như ở khu vực Kursk. Và với những bước tiến lớn chưa từng có của Nga tại Donbass khiến Ukraine đứng ngồi không yên trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang nóng lên từng giờ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới, ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine trước khi chính thức trở thành Tổng thống. Nhiều nhà lãnh đạo ở Ukraine và châu Âu lo ngại nếu ông Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm nay, Mỹ sẽ cắt đứt viện trợ cho Ukraine và cố gắng buộc giới lãnh đạo Ukraine phải từ bỏ các khu vực do Nga chiếm giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn. Mỹ vốn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 với nguồn viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la. Nước này đã chuyển giao cho Ukraine nhiều khí tài quân sự, từ máy bay chiến đấu F-16 đến hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và pháo binh. Vũ khí Mỹ đã giúp Ukraine kìm chân Nga, nhưng Ukraine nói rằng họ cần nhiều khí tài quân sự hơn với tầm bắn xa hơn để có thể lật ngược cục diện xung đột. Trước đó vào tháng 8 năm 2024, các lực lượng Ukraine đã sử dụng xe bọc thép Stryker lớn nặng 18 tấn do Mỹ sản xuất, trang bị súng máy cỡ nòng 12,7 ly để tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Cuộc tấn công táo bạo này nhằm mục đích làm suy yếu nỗ lực của Nga tập kích các mục tiêu Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nhưng chỉ 2 tháng sau, nhiều báo cáo cho biết quân đội Nga đang giành được nhiều vùng đất ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh chưa từng có. Lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Hiện Nga đang đạt được nhiều bước tiến lớn ở miền đông Ukraine cũng như ở khu vực Kursk. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại thị trấn gần Kursk, trung tâm dân số lớn cuối cùng do Ukraine nắm giữ ở phía tây tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đã kiểm soát ngôi làng Nikolaevka nằm cách Kursk khoảng 10 km về phía đông nam. Ngôi làng này chỉ cách thị trấn Minograd 2 km. Lực lượng Nga cũng tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát của họ về phía nam Kursk, giành quyền kiểm soát ngôi làng Zorinoye. Việc Nga chiếm Zorinoye có thể gây thách thức cho lực lượng phòng thủ Ukraine ở Goniak, ngôi làng lớn ở phía tây bắc mà Nga đã kiểm soát một phần. Cuộc giao tranh dữ dội cũng diễn ra tại Selidovo, thị trấn lớn nằm cách Kursk khoảng 15 km về phía nam. Quân đội Nga đã đến đây vào giữa tháng 9 nhưng không tấn công trực diện. Thay vào đó, họ trạc thủng hai bên sườn của thị trấn. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy gần một nửa thị trấn đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Những hình ảnh phát đi cho thấy quân đội Nga dương cao quốc kỳ trên một tòa nhà cao tầng nằm ở trung tâm Selidovo. Lực lượng Ukraine trong thị trấn đã bị áp đảo do các cuộc tấn công liên tục của Nga và hai bên sườn. Ngoài ra, Nga cũng đã điều các đội tấn công len lỏi qua những tuyến phòng thủ bị chia cắt. Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các khu vực biên giới ở vùng Kursk, nơi Ukraine đã xâm nhập vào đầu tháng 8. Hầu hết các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía tây bắc tỉnh Kursk, cụ thể là ở những khu vực lân cận các ngôi làng và nhiều địa điểm khác. Tuyên bố đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine cũng như tiến hành một loạt cuộc pháo kích mạnh mẽ. Tuy nhiên, không có thông báo chính thức nào về việc
Nga giành lại thêm lãnh thổ. Tổng thống Nga Putin ngày 24 tháng 10 cho biết khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây ở vùng Kursk. Theo Putin, quân đội Nga đã cắt đứt liên hệ giữa các đơn vị bị bao vây khỏi biên giới Ukraine. Ông Putin không nêu rõ lực lượng Ukraine bị bao vây ở đâu, còn quân đội Nga cũng chưa lên tiếng về điều này. Giới phân tích cho rằng, nhiều khả năng khu vực đó nằm ở phía nam của các ngôi làng Olgovka và Kreminoe, kéo dài về phía đông nam và tập trung vào một khu rừng nhỏ. Các binh sĩ bị bao vây có thể là những người còn sót lại của các đơn vị Ukraine đã rút lui khỏi những ngôi làng trên. Mặc dù bị cắt đứt khỏi các tuyến đường hậu cần, họ vẫn có cơ hội nhỏ để kết nối với lực lượng Ukraine kiểm soát ngôi làng Malaya Lognia, cách Olgovka khoảng 17 km về phía đông nam, thông qua một tuyến đường đất nhỏ chạy qua các cánh đồng trống. Việc Nga liên tiếp đạt được những bước tiến lớn trên chiến trường đã khiến Ukraine lo ngại hơn trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang nóng lên từng giờ. Cuộc đua giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump quá xích sao đến mức khó có thể dự đoán ứng viên nào sẽ giành lợi thế vượt trội. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy các cử tri ủng hộ ông Donald Trump nhiều khả năng phản đối việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine hơn là những người bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine đã trở thành điểm gây tranh cãi. Ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã phản đối việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine và chỉ trích Tổng thống Zelensky vì không đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, ứng viên Đảng Dân Chủ Harris cho biết Ukraine sẽ phải tham gia các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột và nhấn mạnh bà sẽ kế thừa đường lối của Tổng thống Joe Biden, tiếp tục ủng hộ Ukraine nếu bà chiến thắng. Nhà phân tích Redfield cho biết tỷ lệ cử tri ủng hộ lập trường của bà Harris muốn Mỹ duy trì sự ủng hộ cho đến khi Ukraine giành chiến thắng đã tăng từ 40% vào tháng 7 năm 2024 lên 53% trong cuộc thăm dò vào ngày 6 tháng 10 năm 2024 vừa qua. Trái lại, 40% số người ủng hộ lập trường của ông Trump cho rằng Mỹ nên xem xét lại mức độ ủng hộ đối với Ukraine. Cuộc khảo sát mới nhất cũng phát hiện ra rằng 26% cử tri có khả năng bỏ phiếu cho ông Trump tin rằng Mỹ nên dừng viện trợ cho Ukraine. Dan Cadwell, giáo sư danh dự về khoa học chính trị tại Đại học Pepperdine, California cho rằng quan điểm của người Mỹ về xung đột và chiến tranh quốc tế khác nhau tùy theo những yếu tố như đảng phái, chủng tộc, giới tính, dân tộc và thế hệ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.